Cá trắm cỏ đột biến là loại cá rất hiếm và những ai thật sự may mắn mới bắt được. Phải mất nhiều năm, người ta mới thấy có sự xuất hiện của một vài con. Và con cá trắm vàng ống trên thân lưng lấp lánh kim tuyến và có kích thước khá lớn mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình vừa được một người dân đánh bắt cá ở Hà Giang phát hiện trên sông. Theo chị Bùi Nhạn, ngụ tại Hà Giang, anh trai của chị làm nghề đánh bắt cá trên sông. Trong lúc đánh bắt cá đã bắt được một con cá trắm vàng khá lớn, toàn thân lấp lánh kim tuyến dài 70 cm, nặng 2,5 kg. Chủ nhân của nó khẳng định đây là cá trắm đột biến độc lạ chưa từng có ở Việt Nam. Một số người chơi cá lâu năm nhận định đây đúng là con cá đặc biệt có giá trị cao. Hiện nay anh em trong nhà chị Bùi Nhạn đang đấu giá con cá quý hiếm này với mức giá mong muốn là 45 triệu đồng. Chị Nhàn cho biết hiện đã có người trả 40 triệu đồng nhưng chị chưa bán.